À, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình quay cho mọi người xem cảnh buổi sáng. Đây là tem Lan Truy đang huấn luyện để làm phim hài cho tất cả mọi người xem giải trí nha mọi người. Đây. Ồ, hay quá. Làm lại lần nữa. Đây mọi người, mình đang đứng tại bờ đập nhá. Đây có thuyền người ta đang đi coi lưới người ta mọi người. Nhìn rất là đẹp luôn kìa. Chết. Đây nhóm tí ăn 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 xong là đi làm phim mọi người. Xin chào mọi người nha. Tí chào mọi người nhé. Anh em mình sẽ đi làm phim. Phim hành động nha các bạn. Đây bây giờ đang chuẩn bị bữa ăn buổi sáng nha mọi người. Đây có bàn kiên vlog xiên quá đây, đang nướng này mọi người. Hello mọi người. Đây đang nướng cá lóc. Cá rất là ngon luôn, hai con cá lóc to. Đúng là cặp đôi luôn, cặp đôi cá trắng. Hai vợ chồng của nó đấy. Hai vợ chồng của nó còn cặp đôi cá lóc. Còn mấy đứa con nó chưa bắt được. Mấy đứa con nó chưa bắt được. Hai vợ chồng của nó này. Mọi người xem video anh em của mình, mọi người đăng ký kênh ủng hộ nha mọi người. Rồi hôm nay mình sẽ quay ngắn thôi mọi người. Mình sẽ dừng video tại đây. Mọi người xem ủng hộ kênh mình nha mọi người nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo nha. Mình ra sớm nha, mua một con mấy tay nhỏ thì nó phơi. Đây này, lưới đây này, phơi.